Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Đó, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái sấy đũa nhá. Các bác lên trên là hộp sấy đũa. Đấy. Con này thì về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi, nó rất là tiện dụng luôn. Đó. Nó sẽ là vừa sấy đũa vừa khử khuẩn luôn các nhá. Đấy. Đấy, nó sẽ có dây như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Nó có dây và nó sẽ có kèm cho các bác là miếng dán luôn. Có miếng dán nha các bác nhá, có dây, có miếng dán. Cái dây như này về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Có sẵn dây này luôn, về nhà cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình. Về nhà các bác mở ra này, đấy cho đũa vào đây chị em. Có cái miếng dán như này nha, về nhà các bác bóc ra này, bóc ra sau đó thì các bác ấn vào đây chị em này. Đây đẩy vào lẫy, đẩy lẫy vào đây. Đó, đẩy vào đây chị em. Đó, sau đó thì bóc miếng dán này ra để mình dán nó vào tường này. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái móc đeo như này. Các bác lắp vào đây cho em nhé. Lắp cái móc đeo này vào đây này để mình có thể là đeo thêm kéo này, đeo thêm kéo hoặc là đeo thêm các những cái đồ lặt vặt, tạp dề, tạp riếc hoặc là những cái kéo hoặc những cái gì nạo nước mình đeo vào cái đít này cho em. Rất là gọn luôn. Và đũa thì các bác bỏ vào đây nhá. Bỏ vào đây để mình sấy này. Con này thì nó vừa là sấy vừa là hồng ngoại luôn nhá. Đấy, vừa là sấy vừa là có tia cực tím để diệt khuẩn luôn các bác nhá. Rất là tiện luôn. Đây. Về nhà thì các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Đây cắm đây cho em này. Đấy cái đũa là mình ăn thường xuyên cho nên là mình phải dùng qua cái sấy này cho nó an toàn các bác. Đây bật công tắc lên này. Đấy. Thì các bác mở nắp lên. Đấy thì khi mình bật thì cái cánh quạt ở đây nó sẽ quay này và nó sẽ có cái tia cực tím này nhá. Vừa sấy cho nó khô đũa này, vừa là tia cực tím để diệt khuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Thì các bác nút này nút nguồn này. Đấy bật nút nguồn này lên này, bật nút nguồn lên sau đó thì các bác bật cái nút bật tia cực tím này lên. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy, dán vào tường. Các bác bỏ đũa bỏ ấy vào đây. Khi mình rửa xong thì mình bỏ vào là nó sẽ tự khấy sấy khô và khử khuẩn luôn nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là hộp sấy đũa nhá, hộp sấy đũa. Các bác lên cho em là máy sấy đũa nhá. Đó. Máy sấy đũa này, đó, máy sấy đũa. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá, 100 cành cho một con máy sấy đũa như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Nên mã cho em là máy sấy đũa này, rất nhỏ gọn luôn. Chiều dài của nó thì khoảng 30 cm, chiều rộng thì khoảng là gần 20 cm và rất là nhỏ gọn, có quai đeo như này rất tiện dụng luôn. Đấy, đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế sử dụng luôn để các bác nắm được cái cách thức sử dụng các bác nhá. Nói chung là con này thì rất là tiện dụng rồi, nhỏ gọn tiện dụng và cái đũa này thì nó rất là an toàn. Đấy nhà mình đây các bác này, đó thì đây nó rất là tiện dụng như này, các bác chỉ cần là dán cái miếng dán vào. Đấy nó sẽ có là khử bằng tia UV luôn, bật lên này. Đấy rất là tiện luôn và có khay đổ nước đi nhá, rất là tiện. Các bác đựng vào cốc chén thì nó rất là bẩn đây. Dán cái miếng dán lên này, sập nó xuống này. Đó, mở nắp ra này, cho đũa vào cho em này. Đó, đũa rồi thìa rồi dao dọa các bác cho hết vào cho em. Sau đó thì các bác bật lên. Đấy. Sấy bằng tia UV nhá, cực kỳ là an toàn luôn. Đó, diệt khuẩn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 100.000 cho con máy sấy đũa này thôi, lên cho em là máy sấy đũa nhá. Nó rất tiện dụng luôn. Đấy các bác rửa xong thì các bác bỏ vào đấy, bật lên cho em là xong. Đó, bật lên. Đó, rất ok. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên cho em là nhang trầm nhá, lên cho em là nhang trầm này. Đó. Lên mã giúp cho em là nhang trầm Nhật này. Đấy, nhang trầm Nhật nhá. Lên cho em là nhang trầm Nhật này. Giá sẽ là 40k trên một hộp như này. 40k trên một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 100. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 100 vòng luôn, 100 vòng luôn. Đấy. Nguyên cái hộp của nó đậy cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy. Hộp này 100 vòng nhá và nó sẽ là trầm gỗ tự nhiên cho nên nó khá là thơm các bạn. Đấy, trầm gỗ tự nhiên khá là thơm luôn. Đấy nó sẽ có 50 vòng và 50 vòng này thì mỗi vòng nó sẽ là chia ra làm hai nhá. Đấy về nhà thì các bác dỡ ra nó sẽ ra làm hai vòng rời nhau. Đấy. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu cực kỳ luôn. Ở đây thì các bác có thể sử dụng nó sẽ có một cái lẫy để các bác để như này. Đây, có một cái lẫy như này này để các bác ấn lên các bác để vào nhá. Đấy. Thì sau đó thì các bác sẽ sử dụng là sau đó thì các bác sử dụng thì nó rất đơn giản thôi. Về nhà các bác chỉ việc là đốt lên mình sử dụng này. Đấy, ngày lễ, ngày Tết hoặc là các bác có thể là không gian thư thái thì các bác có thể đốt lên một chút nhang trầm này để mình thưởng thức, nó cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy.
một hộp này của nó sẽ là 100 vòng luôn. Và một vòng này thì các bác có thể đốt liên tục được cho em là từ 2 đến 4 tiếng, tùy theo cái khu vực các bác để nó có gió hay không nhá. Nắp của nó thì khá là khít luôn, cho nên là nó giữ cái độ ấy rất là tốt luôn, giữ cái độ mùi hương rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40k cho một hộp nhang trầm như này, lên cho em là nhang trầm Nhật nhá. Sẽ là 40k trên một hộp như này, của nó sẽ là 100 vòng luôn nhá, 100 vòng. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn, giá quá là rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Qua lên trên là nước hoa khách sạn. Đấy, nó sẽ là một cái lọ nước hoa như này. Đấy, cái này thì bên Nhật nó dùng khá là nhiều luôn. Người ta dùng trong các cái hệ thống như là nhà hàng, khách sạn, phòng nghỉ này. Về nhà các bác tháo cái bấc này ra cho em, sau đó thì tháo cái nắp này ra. Đấy, đút cái bấc này vào. Đó, để mình để trong phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Dòng này thì bên Nhật nó chuyên sử dụng để trong các cái nhà hàng khách sạn nhá. Trong nhà hàng khách sạn, mùi thơm của nó thì cực kỳ là dịu nhẹ và dễ chịu luôn. Đó. Cho nên các bác đi nhà hàng khách sạn các bác lúc nào cũng thấy nó thơm phức là như thế nhá. Đấy, thơm dịu nhẹ, dễ chịu và hương thơm rất là quyến rũ luôn. Đó thì giá một lọ này chỉ có 30 cành thôi. Nên mã giúp cho em là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30k. Đó, các bác lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30k trên một lọ như này. Các bác có thể mua để về mình để nhà phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, hoặc là bác nào nhà có nhiều phòng hoặc là nhà làm khách sạn, nhà hàng thì các bác dùng cái này cho em. Giá chỉ có 30k thôi một lọ như này. Đấy, về nhà các bác cắm cái bấc của như này rất là đẹp luôn để trang trí nha, mùi rất thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nước hoa khách sạn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lấy giấy tai đa năng nhé. Qua lên cho là lấy giấy tai đa năng. Giá thì chỉ có 30k cho một cái bộ lấy giấy tai đa năng như này thôi. Giá của nó sẽ là 30.000. Con này thì các bác có thể treo vào móc khóa được luôn nhá. Treo vào móc khóa rất là tiện dụng. Ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là combo, một bộ bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 cái lấy giấy tai như này. Rất tiện dụng luôn, 6 cái luôn các bác nhá. Hàng bằng inox, dày dẫn chắc chắn, xịn sò. Đấy, và giá thì rất hợp lý, chỉ có 30 cành thôi, 30 cành. Sẽ có cho các bác một cái đầu lò xo này, một cái đầu xoắn ốc này. Và các cái đầu lấy như này, to nhỏ lớn bé mẹ con, dài ngắn đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, bộ sản phẩm rất đẹp, rất chất lượng như này. Giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác có thể đeo vào móc khóa xe máy này, hoặc là đeo vào móc khóa ô tô, hoặc là đeo vào ba lô rất là tiện. Có gioăng chống nước luôn, bằng inox sáng bóng như này. Lên mã giúp cho em đó là qua lên cho em là lấy giấy tai đa năng nhá. Đấy, lấy giấy tai đa năng. Lấy giấy tai này, lấy giấy tai đa năng. Giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc như này nhá. 30k cho một cái bộ lấy giấy tai đa năng này, rất tiện dụng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bấm cúc nhá. Bộ bấm cúc như này, lên cho em là kìm bấm cúc này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, một cái bộ kìm bấm cúc như này sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc đa di năng như này để các bác bấm quần, bấm áo hoặc bấm những quy rất là ok cho bác luôn. Lên cho em là kìm bấm cúc nhá. Kìm bấm cúc này. Đó. Kìm bấm cúc. Đấy, giá của nó sẽ là 40k trên một cái bộ kìm bấm cúc như này. Nó sẽ có bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái dụng cụ bấm như này, cúc thì này rồi các cái lót liếc như này nhá. Đấy, đầy đủ cho bác luôn. Bộ của nó sẽ là 40.000. Lên cho em là kìm bấm cúc nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Đây các bạn này. Xuyên sửa quần áo, cúc khui lâu ngày bị bung. Thì kìm bấm cúc áo này chính là trợ thủ đắc lực rồi đây, giúp bấm khui nhanh chóng, dễ dàng chỉ trong một nốt nhạc, dùng được cho mọi loại vải, từ cứng tới mềm, từ quần jean, áo khoác cho đến túi sách, các loại đồ thủ công và mọi loại đồ khác. Các chị em vụng về sẽ không phải ngán ngẫm khi ngồi may từng chiếc cúc nữa. Khuyến mãi lên đến 50% chỉ trong hôm nay cho một chiếc kìm bấm đa năng. Mua từ 2 cái miễn phí giao hàng. Những ai hay mặc quần bị rộng bụng, nên gấu quần hay thường xuyên sửa quần áo, cúc khui lâu ngày bị bung. Thì kìm bấm cúc áo này chính là trợ thủ đắc lực rồi đây, giúp bấm khui nhanh chóng, dễ dàng chỉ trong một nốt nhạc, dùng được cho mọi loại vải, từ cứng tới mềm, từ quần jean, áo khoác cho đến túi sách, các loại đồ thủ công và mọi loại đồ khác. Các chị em vụng về sẽ không phải ngán ngẫm khi ngồi may từng chiếc cúc nữa. Đó, rất là ngon lành luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai nhá. Đấy thì các bác lên cho em là tất hộp 5. Đấy thì dòng này của nó là 5 đôi mà, nó đựng trong hộp nên cho em là tất hộp này. Đấy, tất hộp 5, nó sẽ có màu đen và màu ghi nhá, tất hộp 5 đen hoặc là tất hộp 5 màu ghi này. Giá của nó sẽ là 85k nhá, 85k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá, 5 đôi. Lên cho em là tất hộp 5 nhá. Đấy, tất hộp 5. Đây. Tất hàng của thương hiệu Nai, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn.
hàng dày dẫn chắc chắn nhá, dày dẫn chắc chắn, cổ cao tầm khoảng là trên 10 cm, đấy, co giãn 4 chiều, thấm mồ hôi tốt, chống hôi chân, chống nấm mốc các bác nhá, đấy, chống hôi chân, chống nấm mốc, hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá, hàng thương hiệu Nike của Nhật đây, Nike các bác này, đấy, Nike, hàng đựng trong hộp như này, nguyên cái khâu đóng gói của nó thôi đã chất lượng rồi, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá nó cực kỳ là tốt luôn, đấy, 85.000 trong hộp 5 đôi như này. Bên em về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi nhá, màu đen màu ghi, lên cho em là tất hộp 5. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 đôi trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà rất là ok nhá. Đấy. Co giãn rất là tốt luôn, co giãn rất tốt luôn, co giãn 4 chiều này, dây chun của nó khá là ôm luôn nhá. Các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Từ những cái đường kim mũi chỉ của nó này, những cái chất máy của nó này rất là đẹp luôn nhá, độ dệt của nó này. 100% của nó là sợi cốt tông nhá. Chống hôi chân, chống nấm mốc rồi các kiểu con là điều luôn. Đấy, hộp này của nó sẽ là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái hộp tất như này, giá của nó chỉ có 85.000 thôi, 85.000 cho 5 đôi tất nhá, tất hộp 5. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái các bác lên cho em là tất 10 nhá, lên cho em là tất vỉ tất 10 này, lên cho em là vỉ tất 10 này. Đấy, vỉ tất 10 nhá, vỉ tất 10 thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu trắng. Đấy, cũng có cho các bác là màu đen màu trắng, giá thì sẽ là 90.000 nhá, 90.000 trên 10 đôi tất như này. Đấy, 90.000 trên 10 đôi tất như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất là tốt nhá. Đấy, đây. Của nó sẽ là như này nhá. Cái này thì nó sẽ có màu đen, màu trắng cho các bác này. Đấy. Cái này thì cổ của nó vừa phải thôi, không quá cao. Đấy, đây các bác này, hàng của thương hiệu Nike nhá. Đấy, chính hãng cho các bác luôn. Đây, hàng thương hiệu Nike chính hãng này. Đấy, có màu đen, màu trắng nhá. Vỉ này của nó thì bao gồm cho các bác là 10 đôi luôn. 90.000 cho 10 đôi tất, 90.000 cho 10 đôi tất các bác nhá. Đấy. 90.000 cho 10 đôi tất như này. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Siêu hạt rẻ luôn. Giá của nó sẽ là 90.000 cho 10 đôi tất như này. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn nhá. Có màu đen, có màu đen và màu trắng nhá, màu đen màu trắng. Lên xem là vỉ tất 10 nhá, vỉ tất 10 đen này hoặc là vỉ tất 10 trắng này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt inox nhá. Đấy, lên xem là xịt inox này. Đây. Đấy, giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái bình xịt inox này nhá. Lên cho em là xịt inox, giá của nó sẽ là 80.000. Dòng này thì cực kỳ là tiện dụng luôn. Đấy. Còn dung tích của nó thì nó sẽ là 350ml nhá, rất là nhiều luôn. Khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em này, lắc đều lên cho em. Sau đó thì các bác xịt lên các cái bề mặt này, đây. Xịt lên các bề mặt đồ bị dỉ sét các bác này. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Đây các bác thấy không? Xịt lên các bề mặt bị dỉ sét như này. Đó. Là nó sẽ giúp cho các bác là phủ các cái phần mà bị bong chốc, bị rỉ sét các bác nhá. Đấy, nó sẽ phủ lên trực tiếp luôn. Sơn của nó bằng sơn inox như này, cho nên là nó chống rỉ rất là tốt nhá. Đấy, chống rỉ rất là tốt luôn. Giá của nó thì sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp sơn như này. Đấy các bác thấy không? Xịt lên phát phủ bóng luôn, phủ bóng chống rỉ sét, chống bị ăn mòn rất là tốt luôn. Đặc biệt là các bác ở ngoài biển các thứ nhá. Đấy, lên cho em là xịt inox này. Đó. Xịt inox giá của nó sẽ là 80.000 cho một bình nhá, 80.000 cho một bình xịt inox như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi đồng tăng áp nhá. Một bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là một vòi đồng như này, giúp tăng áp lực nước cực kỳ tốt luôn và thêm cho các bác là 3 cút nối nữa. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đó. Vòi đồng tăng áp này. Đó, vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50.000 thôi, 50.000 cho một cái bộ vòi đồng tăng áp như này. Con này thì dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác bao gồm là một đầu vòi kèm thêm luôn cho các bác là 3 cái cút nối luôn nhé, 3 cút nối để các bác có thể nối vào các cái vị trí mà của mình. Đấy này, đây cái này thì nối trực tiếp vào đây cho em, các bác nối cái dây ống nước vào đây, nối dây ống nước vào đây, sau đó thì nối cái này vào cho em này. Đấy, của nó đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết, rất dày dẫn và chắc chắn luôn nhá, rất dày dẫn chắc chắn luôn này qua này. Đấy, đầu bằng đồng hết, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó, đây kết nối cái này thì các bác kết nối cái này vào cái dây này cho em này, sau đó thì mình nối khớp vào cho em này. Đó, và những cái đầu này thì các bác nối vào những cái đầu vòi. Nói chung là rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, một cái bộ vòi cực kỳ xịn sò như này mà giá chỉ có 50.000, cả vòi cả cút nối như này. Cái này bên em bán là giá này là giá này gọi là giá để giao lưu thôi, chứ còn giá này thì thực tế ra mà nói thì không có lợi nhuận nhiều đâu. Đấy, nếu bảo không có thì không đúng, nhưng mà chỉ được có 5.000 cho một cái này thôi các bác này, chỉ được có 5.000 thôi. Đấy, chỉ có 50.000, chỉ có 5.000 thôi nhá. Đấy, 50.000. Lên cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000. Đấy. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn.
nhà em hơi yếu, nhưng khi gắn vào cũng mạnh phết đấy chứ. Nhà bác nào có đường nước mạnh hơn thì sẽ rất ok đó ạ. Áp lực nước như thế này là đủ để rửa xe rồi, không cần phải quá mạnh đầu nhà. Đấy, rất ok nhé. Bác nào nhé. Muốn tự rửa xe ở nhà có thể tham khảo cái này nhé. Các bác xem nước nhà em hơi yếu, nhưng khi gắn vào cũng mạnh phết đấy chứ. Nhà bác nào có đường nước mạnh hơn thì sẽ rất ok đó ạ. Áp lực nước như thế này là đủ để rửa xe rồi, không cần phải quá mạnh đầu nhà. Đó, rất ok bác luôn. Bác nào muốn tự rửa